Trao quà hồi trao không đồng nào hóa, trao học bổng giúp đỡ người neo đơn, xây dựng nhà tình thương mái ấm vững bền, lan tỏa yêu thương khắp vùng quê hương. Bình Thuận ngày càng thêm giàu đẹp hơn, chúng tôi cùng nhau bước chân không mỏi, những trái tim hồng luôn đầy nhiệt huyết. Chúng tôi là nhóm lan tỏa yêu thương. Bình Thuận thân yêu, lúc nhận ái bao.